Nhân lúc bố mẹ không có nhà nên muốn lên mạng xem phim người lớn. Không ngờ bố mẹ sớm đã đoán được chuyện này nên đã chặn tìm các nội dung liên quan. Chúng lại định dùng bản đồ vệ tinh để nhìn trộm cô gái xinh đẹp đang bơi ở dưới hồ. Kết quả là mỹ nữ thì không thấy đâu mà lại nhìn thấy một thi thể. Đúng là đáng sợ. Thật sự. Cỗ thi thể nhanh chóng được chuyển tới phòng giải phẫu. Kết quả ban đầu cho thấy nạn nhân là nam 20 tuổi. Jake phán đoán từ hình dạng của ấu trùng, biết được người chết đã ở dưới sông khoảng 2 ngày. Kami tìm được ảnh vệ tinh chụp 2 ngày trước. Đối chiếu với tình trạng của thi thể thì biết được người này đã chết từ 6 ngày trước. Mắt, mũi, miệng, tai và các bộ phận khác đều đã phân hủy. Phần vai có nhiều vết thương, ngoài ra còn có rất nhiều vết thương khác trên cơ thể. Có thể là do một bang xã hội đen gây ra. Anna đã khôi phục lại diện mạo. Jake vừa nhìn đã nhận ra nạn nhân là một kỹ thuật sư game nổi tiếng Mai. Lép tìm tới nhà của nạn nhân, nhìn thấy bạn cùng phòng của anh ta là Alex. Anh ta là người chơi thử game cho Mai. Theo như lời của Alex, lần cuối anh ta nhìn thấy Mai là thứ 3 tuần trước, nhưng vì Mai thường xuyên tự nhiên biến mất một thời gian nên Alex cũng không để ý. Lép điều tra được rằng Alex và Mai có một tài khoản chung. Nếu Mai chết, Alex sẽ được hưởng toàn bộ tài sản của Mai. Như vậy thì hiểm nghi đối với Alex là không nhỏ. Nhưng Alex nói mình và Mai là bạn thân từ nhỏ, sao có thể giết Mai được chứ? Lép và đồng nghiệp là James lại nghi ngờ một người kỹ thuật sư game khác là Jari. Sau khi Mai chết, Jari thay thế vị trí của Mai, trở thành kỹ thuật sư chính của công ty, nên cô ấy cũng bị nghi ngờ. Jari nói mình và Mai từng yêu nhau và cũng có quan hệ rất tốt với Mai, nên không nhất thiết phải vì chuyện này mà giết người. Nhưng cô ấy đã đưa ra một người tình nghi khác, nhân viên tài vụ của công ty mâu thuẫn rất lớn với Mai. Vì gần đây công ty có một sản phẩm game sắp ra mắt nên nhiều người chơi đã đặt cọc, nhưng Mai cứ luôn kéo dài thời gian cho ra mắt game. Điều này khiến công ty tổn thất hàng triệu đô. Giờ Mai chết rồi thì game có thể được ra mắt đúng hạn. Lời vừa dứt, nhân viên tài vụ liền đi vào. Cô ta rất cứng rắn, đưa số điện thoại luật sư của mình cho Lép, sau đó liền đuổi họ đi. Ở phần đầu lâu họ phát hiện một vết nứt, có thể do nạn nhân từng nhảy cầu hoặc nhảy từ sườn núi nên mới có vết nứt này, vì đây là vết thương do nhảy từ trên cao xuống, sau đó bị ngấm nước tạo thành. Trợ lý đoán rằng nạn nhân có thể bị vứt từ cây cầu nào đó xuống. Khi bị rơi xuống thì đầu nạn nhân tiếp xúc với nước đầu tiên và tạo thành các vết nứt. Chỉ cần từ kích cỡ của vết thương tính ra độ cao của nơi thi thể bị vứt thì có thể tìm ra nơi anh ấy bị vứt xuống. Jake mô phỏng lại hiện trường nạn nhân bị vứt xuống sông. Qua nhiều lần thử nghiệm thì có thể xác định nơi đó có độ cao khoảng 25-28 mét và phát hiện ở gần hồ. Nơi phát hiện ra thi thể của nạn nhân thì chỉ có một cây cầu cao khoảng tầm này. Quả nhiên dưới cây cầu này tìm thấy hai cánh tay của nạn nhân. Khi khám nghiệm hai cánh tay, trợ lý cũng khám nghiệm lại toàn bộ cơ thể, phát hiện phần xương sườn có 6 vết nứt đều do bị va đập mạnh tạo nên. Vị trí của những vết thương này giống với những động tác của yêu quái đầu bò trong game sẽ gây ra. Lép tìm thấy nhân vật này, đối phương thừa nhận anh ta đã từng đánh Mai vì Mai đã lấy ý tưởng của anh ta, còn nói là do mình nghĩ ra vào 2 giờ sáng hôm nào đó. Anh ấy gặp Mai trên đường nên đã hỏi Mai tại sao lại ăn cắp ý tưởng của anh ấy, nhưng Mai lại phủ nhận còn mắng mỏ anh ấy, nên lúc tức giận anh ta đã đánh Mai. Sau đó túi áo của Mai rơi ra một sợi dây chuyền kim cương, anh ta liền nhặt sợi dây chuyền lên rồi bỏ chạy, tưởng rằng hôm sau sẽ bị sa thải, nhưng Mai lại nói với anh ta chỉ cần giữ bí mật về sợi dây chuyền thì anh ta sẽ xem như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra. Sau đó Angela đã điều tra hành tung của Mai trong vài tháng trở lại đây, phát hiện anh ta đã tới một khu chung cư 6 lần vào tháng trước, và chung cư đó gần với nơi xô sát với người đóng quái vật đầu bò, và lại lần nào cũng tới vào lúc nửa đêm, có vẻ như là đang yêu ai đó. Nhưng một chàng trai 20 tuổi thì đâu cần phải lén lút như thế, trừ khi là đã có vợ mới cần lén lút. James tìm tới tòa chung cư này, phát hiện ra tên người thuê lại là bạn gái của Alex. Nếu Alex biết mình bị bạn thân cắm súng thì đã có đủ động cơ gây án rồi, nên họ đã thẩm vấn Alex và bạn gái anh ta. Nhưng điều kỳ lạ là bạn gái của Alex không hề quen anh ta. Anh là ai? Sau nhiều lần thẩm vấn, Lép cuối cùng đã hiểu rõ chân tướng của vụ án. Hóa ra Alex và bạn gái yêu nhau qua mạng nên Alex chưa từng gặp cô ấy ngoài đời. Điều quan trọng là người nói chuyện với Alex không phải là Harry mà là Mai. Mai đã dùng ảnh của Harry và đóng thành Harry hẹn hò qua mạng với Alex. Làm như vậy là vì muốn khống chế Alex. Alex khá nhút nhát nên sẽ không đi gặp Harry, nên chuyện này không hề bị phát hiện. Chuỗi dây chuyền đó là quà Alex tặng cho Harry nên Mai mới lo bị phát hiện, nhưng lại có nghi ngờ mới đối với Alex. Mai đã chết một tuần, nhưng suốt một tuần qua bạn gái giả vẫn nói chuyện với anh ta, còn đề nghị chia tay. Vậy thì người nói chuyện với cô ấy là ai? Phía này đã tìm ra nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Phần xương cánh tay bị gãy do một vật hình tròn gây ra, khiến cho động mạch ở phần xương quai xanh bị đứt, sau đó do mất quá nhiều máu dẫn tới tử vong. Jake đã tiến hành phân tích vết thương, phát hiện bên trong có vết sơn màu bạc và hạt anken. Đây chính là vật liệu để công ty game sản xuất ra vũ khí săn bắt. Kết hợp với vết thương do vật tròn tạo nên thì có thể xác định hung khí là cái khiên do nhân vật quái vật đầu bò sử dụng. Trong bộ cứu tập vũ khí, Angela đã tìm ra chiếc khiên. Theo đặc điểm tấn công của chiếc khiên, Angela đã mô phỏng được hình dáng của hung thủ, cao khoảng 1m73, nặng 54 cân, và có thể đoán ra hung thủ là nữ, còn là người thuận tay trái. Trong công ty game, người như vậy chỉ có Jari. Lép điều tra được trước đây Jari và Alex yêu nhau, là Mai không muốn điều đó. Sau này tình cảm của họ ngày một tốt hơn, còn định ở cùng nhau. Điều này khiến Mai cảm thấy rằng mình sẽ khó khống chế cả hai người, nên liền tạo ra một bạn gái giả để Jari chia tay Alex. Đây chính là động cơ giết người của Jari. Cô ấy giết Mai liền có thể lấy được tài khoản của bạn gái giả, rồi đề nghị chia tay Alex, sau đó có thể quay lại với Alex. Sau khi xem lại quá trình gây án, Harry đã nói ra sự thật. Lúc đó cô ấy đi chất vấn Mai là tại sao lại chia rẽ cô ấy và Alex. Mai liền cười lớn, nói họ chỉ là nhân vật trong game mà thôi, khiến cô ấy không thể chịu đựng nổi, nên trong lúc tức giận đã giết chết Mai. Vụ án cuối cùng cũng được giải.